Xin chào các bạn, hôm nay anh em mình có một kèo làm một cái TC quảng cáo cho bia Dân Chủ. Sau mình đây là bia Dân Chủ, đối diện là hồ Tam Bạc. Đấy, rất là đẹp với thiên nga thơ mộng. Đây là anh Minh, giám đốc công ty Nhật Thực Media. Chào anh em. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ cùng thực hiện clip này. Ok nào, chúng ta hãy cùng theo dõi nhá. Ok. Rồi, ấn lại em nút jack cái. Cái này nữa. Đấy, lấy mấy con còn người à. Cho nó thuận. Cái đi đi. À. Em đi tiến anh về tôm ngọc. Anh em đuổi xong đi theo mình. Đấy, nhô thẳng là đâm thẳng ra ngoài. Xương thẳng. Đấy, đâm ra thì chuẩn luôn. Ok, hoành tráng luôn. Rồi. Chờ đi nhá. Đợi tí. Mặt tươi tỉnh nhá. Cười quá thì bỏ mẹ. Rồi, 3, 2, 1, chơi. Đúng rồi, chúng ta. Rồi, nhà mình ơi. Rồi, húp đi. Rồi, cảm ơn. Rồi. Bấm đi. 3, 2, 1, lên. Đấy, tạo dáng như người lớn đấy. Có rồi, có tôn giáo. Rồi, một lần. Rồi, anh em chúng tôi đã làm được một nửa buổi, sắp xong rồi. Đấy, sau anh Minh đang check file. Quán này thì không gian buổi tối bao đẹp luôn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay không gian buổi tối cho các bạn xem này. Em ơi, không thấy rõ mặt em lắm đâu. Đồ ăn ở đây thì mình thấy khá là phong phú đấy. Và chủ yếu là hải sản. À, rất là ngon, hấp dẫn nhá. Ok, rồi. Nhân viên cực kỳ xinh luôn. Đấy. Lan Anh nhá, xinh gái nhất Hải Phòng các bạn nhá. Còn lấy cảnh trong nhà nữa. Rồi, cảnh về hè đẹp hơn này. Bây giờ là anh Hải đang quay flycam các bạn ạ. Rất là đẹp trai. Chưa vợ hai con. Chưa vợ hai con. Anh em xuống cho em cho ý hết sức quan. Tôi bình tĩnh để làm nó cẩn thận đã. À, đang tập bộ thẳng. Rồi. Em nhìn thấy luôn, em nhìn thấy luôn. Vừa rồi thì anh em mình đã làm xong. Bây giờ anh em mình sẽ vào uống bia luôn các bạn ạ. Đấy. Quán rất là vui nhá, buổi tối rất vui luôn. Anh em mình sẽ vào uống bia review luôn đấy các bạn xem nhá. Sau khi anh em làm xong thì bây giờ anh em bên bia Dân Chủ chúng tôi sẽ uống với nhau, thưởng thức ẩm thực luôn. Rồi, ok, rồi mời anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Ok, quá hay.